Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đèn Đồng Tháp. Hôm nay em xin tiếp tục chuỗi video trước khi nuôi ốc chúng ta cần chuẩn bị những gì. Ở tập 1 thì em đã giới thiệu đến bà con ba cái nội dung chính, đó là về nguồn nước, về thức ăn và về các loại thuốc chúng ta xử lý trong quá trình nuôi. Ở nội dung tập 2 này em xin gửi đến bà con hai cái nội dung chính, đó là về môi trường nuôi và về con giống. Về môi trường nuôi thì chúng ta có hai cách nuôi, đó là chúng ta nuôi trong ao và nuôi trong bể nhân tạo. Đối với những bà con nào mà có diện tích ao vườn có sẵn thì chúng ta sẽ chọn hình thức là nuôi trong ao. Khi nuôi trong ao thì bà con có các lợi thế sau, đó là bà con tận dụng được những cái gì có sẵn sau vườn, những cái ao có sẵn sau vườn. Chúng ta không cái tốn công chăm sóc nhiều về cái hình thức nuôi dưới ao. Chúng ta có thể nuôi hoàn toàn với cái hình thức là nuôi tự nhiên, có thể nuôi với quy mô rất là lớn. Nhưng mà khi chúng ta nuôi với hình thức tự nhiên, chúng ta sẽ rất dễ bị các loại thiên địch ăn như là chuột, bìm bịp. Vì vậy chúng ta cần phải bỏ ra một khoản chi phí, chúng ta mua lưới và chúng ta gào. Nuôi ao tự nhiên, chúng ta cần phải lưu ý đó là độ cao của nguồn nước. Và về cái nuôi ốc trong ao tự nhiên thì bên em có làm một cái video về cái nuôi ốc sinh sản tự nhiên trong ruộng lúa, bà con có thể tham khảo lại. Thì em sẽ để dưới link dưới phần mô tả. Khi mà bà con tận dụng các cái ao mà nuôi cá đó, tốt nhất là nên nuôi trong buồng lưới hoặc là chúng ta phải hạ mực nước xuống. Rồi đối với những bà con nào mà ở thành thị, chúng ta không có diện tích lớn, hoặc là bà con muốn tận dụng lại các cái bể xi măng có sẵn như là chuồng heo, bể nuôi lươn, thì chúng ta chọn hình thức đó là nuôi trong bể nhân tạo. Thì bể nhân tạo là nó gồm các cái bể như là bể bạc, bể xi măng, các cái bồn nhựa. Khi mà bà con nuôi trong bể nhân tạo á, thì bà con sẽ rất là dễ quản lý và chăm sóc, và tận dụng được các cái không gian diện tích nhỏ, hoặc là tận dụng lại các cái chuồng heo bể nuôi lươn, nó sẽ không chiếm diện tích lớn cho bà con. Nhưng mà khi nuôi ở cái bể nhân tạo thì bà con phải chú ý về cái vấn đề nguồn nước. Chúng ta cần phải thường xuyên thay nước, phải biết cách xử lý phân con ốc. Chúng ta không thể nào nuôi được với quy mô lớn, tại vì chúng ta chỉ nuôi cao nhất là 300 con trên 1 mét vuông thôi. Khi mà bà con nuôi trong bể nhân tạo á, bà con cần lưu ý các cái vấn đề sau. Thứ nhất đó là chúng ta phải chuẩn bị một cái hệ thống thoát đáy tốt để chúng ta có thể thoát được các cái phân của con ốc. Khi cho ăn thì chúng ta phải cho ăn đúng liều, tại vì trong bể nhân tạo thì nguồn nước nó không thay đổi được, nên khi mà chúng ta cho ăn quá cái lượng thức ăn á, nó sẽ làm thối cái nguồn nước. Và khi nuôi thì chúng ta phải nuôi với mật độ vừa phải, chúng ta không được nuôi quá nhiều. Khi nuôi quá nhiều thì nó dẫn đến con ốc nó ăn không đủ, nó không phát triển tốt, nó ăn thì nó ị rất là nhiều. Phân của con ốc nó sẽ làm rất là dễ dơ nước. Và chúng ta cần phải biết sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý phân. Và chúng ta phải thường xuyên kiểm tra độ pH của nước, nhất là sau những cơn mưa. Mưa nó có axit, axit xuống nó sẽ làm giảm cái pH, đồng thời là nó sẽ tăng khí độc lên, và đó sẽ làm cho con ốc nó thiệt hại rất là nhiều. Về vấn đề môi trường nuôi thì chúng ta cần chuẩn bị thêm đó là thủy sinh. Về cây thủy sinh thì em có làm một cái tập nói về 5 cái loại cây thủy sinh cần thiết để nuôi ốc.
thì bà con có thể tham khảo lại. Em sẽ để link ở dưới phần mô tả. Rồi em xin qua cái nội dung thứ hai, đó là về con giống. Con giống thì chúng ta quan tâm đó là cái mật độ nuôi. Cái mật độ nuôi ốc thích hợp là từ 50 đến 300 con trên 1 mét vuông. Và chúng ta nuôi với mật độ càng thấp thì nó càng nhanh lớn và cái độ rủi ro càng thấp. Đối với những người mà mới nuôi, những bà con nào mới nuôi thì bà con nên lựa chọn mật độ nuôi là 50 con trên 1 mét vuông. Và bà con nên nuôi ít, chúng ta sẽ lấy từ 1.000 đến 2.000 con về chúng ta nuôi thử nghiệm. Sau khi chúng ta có được kinh nghiệm rồi thì chúng ta sẽ quyết định là đầu tư cao. Nếu mà bà con mà chưa có kinh nghiệm gì hết mà bà con đầu tư cao thì chúng cái rủi ro nó rất là cao. Thì bà con nên nhớ là chúng ta làm thì chúng ta nên làm từ từ. Và chúng ta làm từ thấp đến cao, chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm. Khi mà bà con có kinh nghiệm rồi thì bà con sẽ làm cái gì cũng được. Thì không có cái vấn đề gì mà khó, cũng không có gì là dễ. Khi chúng ta biết thì chúng ta thấy dễ thôi. Với cái nghề nuôi ốc này thì có rất là nhiều bà con đã thành công và cũng có rất là nhiều người đã thất bại. Đơn giản gì quá gấp thôi. Thì từ cái khâu mà chuẩn bị môi trường nuôi đến cái khâu thả giống mà chúng ta phải chuẩn bị gần trước 1 tháng, không nên gấp được. Chúng ta phải có một môi trường nuôi thích hợp thì chúng ta mới đem giống về chúng ta nuôi. Thì trong quá trình nuôi thì nó có phát sinh rất là nhiều thứ, không phải là đơn giản. Về vấn đề con giống thì em cũng tâm sự với bà con một số vấn đề vậy thôi. Thì đơn giản là chỉ là con giống nơi nào cũng vậy thôi, nó cũng không có gì khác nhau cả. Chủ yếu là cái mật độ nuôi, bà con nên chọn cái mật độ nuôi cho thích hợp. Thì ở tập sau thì em sẽ phân tích về cái quá trình nuôi nó sẽ gặp những cái khó khăn gì thì chúng ta sẽ xử lý. Thì thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Mà nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.